Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duy Anh Audio. Trong video này em giới thiệu một mẫu âm ly đời mới của hãng Delong, có cả USB lossless, file nhạc chất lượng cao, dòng AVD1713, có cả đường mạng LAN cắm trực tiếp vào âm ly, sau đó sử dụng điện thoại để điều khiển cái âm ly Delong này. Bây giờ cái công nghệ hiện đại thời 4.0 thì nó sản xuất ra những cái mẫu âm ly đây, các bác có thể thấy điều khiển hết trên điện thoại, nhạc nhẽo các bạn đấy. Không đơn giản chỉ là những cái mẫu âm ly phải dùng kiểu âm ly cổ như thế này nữa, mà bây giờ nó sẽ thời đại mới, công nghệ mới, nó sẽ sử dụng âm ly kết nối với mạng internet các bạn đấy. Và các bạn có thể thấy nó cắm cổng HDMI trên Smart TV để có thể nhìn rõ hơn. Đặc biệt cái dòng âm ly này có thể chỉnh hệ thống EQI 9 giải tần số riêng biệt để các bác rất dễ để ghép loa với dòng âm ly Delong này, đời cao. Và đặc biệt thì các bác có thể sử dụng cái âm ly này phát nhạc qua AirPods, tức là kết nối với iPhone để nghe nhạc qua AirPods các bác nhé. Đây, có thể kết nối đấy, nó hiện chữ EID đấy, nó sẽ ra Delong AVD1713 này. Đấy, tức là nghe nhạc phát trực tiếp từ iPhone lên âm ly Delong này các bạn. Đấy, đây nó đã phát nhạc từ YouTube lên rồi các bạn này. Đấy. Đấy, rất là hiện đại. Đấy. Ngoài ra cũng có thể kết nối mở nhạc trực tiếp từ trên nhạc ở trên ứng dụng điện thoại các bác nhé. Ứng dụng điện thoại có cái app mà các bác tải về thì các bác bật trực tiếp luôn được. Đây, tuyệt đỉnh Bolero để đời, đây chúng tôi tuyệt đỉnh Bolero đời, nó hiện nó phát luôn trên âm ly luôn các bác nhé. Đấy, và những âm ly đời mới bây giờ nó mới có những cái công nghệ hiện đại như thế này. Đấy, rất là hay luôn các bác nhé. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, đây bây giờ sẽ sử dụng đây chức năng AD Play ở trên iPod, trên iPhone ở Delong này. Đấy, bây giờ các bác về chọn phần mục USB này. Đấy, đây ra danh sách list nhạc ở trong USB. Và âm ly Delong này em sẽ tặng cho các bác một cái USB Delong USB 16GB các bác. Em sẽ cóp nhạc chất lượng cao để các bác nghe. Đấy. Ở đây sẽ có nhạc sống người mẫu, nó sẽ phát trực tiếp lên TV luôn để các bạn. Nó sẽ phát trên âm ly luôn. Đấy, rất là hay. Âm ly Delong dòng đời cao AVD1713, có USB lossless này, các bác cả kết nối với iPod hoặc iPhone đều được nhé. Âm ly có kích thước chiều ngang 43,5, chiều cao 15 và chiều sâu 32, giá để cho các bác là 5 triệu đồng, 5 triệu đồng tặng kèm điều khiển và USB 16GB các bác nhé. Và sau đây xin mời các bác tham quan nội thất bên trong của âm ly. Với những dòng âm ly đời cao thì các bác thấy những vi xử lý cao cấp ở trên dòng âm ly thương hiệu lớn tiếng tại của Delong rồi. Đấy, dòng này sẽ đánh sò than các bác nhé. Dòng này nó sẽ đánh 3, 6, 10 con sò than. Những vi xử lý cao cấp dòng này thì giải mã chuẩn. Ở đây sẽ có hai cổng giải mã quang TV Audio, giải mã quang chuẩn 24 bit các bác nhé. Và những dòng đời mới này CBLLT có hai cổng này. Ở đây sẽ là cổng network, cổng cắm mạng LAN gia đình nhà mình vào các bác nhé. Đấy, những dòng âm ly đời cao này nó sẽ tối giản hết cái cổng analog, nó chỉ để hai cổng thôi các bạn, hỗ trợ một cổng sub điện để các bác gắn thêm sub điện. Đây là hàng nội địa của Nhật thì tần số FM thì 90 thôi, không có tần số Việt Nam. Ở đây có 5 cổng loa, nó có chế độ multi CH, tức là đánh chế độ 5 kênh stereo. Các bạn có thể đánh 5 chiếc loa vào âm ly Delong này. Và cái cặp loa chính này nó đánh tối đa với cái bát 25 đổ về các bạn nhé. Đấy. Còn cái loa phụ này thì các bạn có thể đánh loa nhỏ bookshelf 14, 16, 18, 20 đều được. Ở đây thì trở kháng loa ghép từ 6 đến 16 ohm. Và công suất 390W điện 100V và được sản xuất năm 2012 các bạn nhé. Đấy. Đây là cổng HDMI để cắm lên Smart TV các bác nhé. Đấy.
những mẫu Omni mà có USB, file nhạc chất lượng cao, lossless WAV thì các bác nói chung là rất là tiện để các bác nghe nhạc. Các bác chỉ cần bật Omni lên và chọn chế độ cổng USB để các bác nghe nhạc USB. Những cái nhạc chất lượng cao, bình thường thì những cái Omni các bác nghe nhạc qua YouTube các bác nhé, nghe nhạc qua YouTube và Smart TV thì chất lượng nhạc nó rất kém các bác nhé. Nhạc YouTube thì các bác biết rồi, nhạc YouTube nó rất là kém. Và để các bác có thể nghe nhạc với chất lượng cao từ USB trực tiếp từ Omni thì USB này nó đã đọc được những cái file lossless chất lượng rất cao, hoặc là WAV những cái file nhạc gốc của CD các bạn. Đấy, những cái file nhạc gốc chất lượng rất là cao. Dung lượng một bài hát cho đến của lossless thì nó trung bình khoảng 40 MB. Còn của WAV nó rơi khoảng 560 MB các bạn. Chất lượng rất là cao. Thì chất lượng cao thì đồng nghĩa với việc nhạc thì nó nghe chất lượng hay hơn nhiều. Nhạc YouTube thì nó họ đã nén xuống nhiều, cộng cả video nó nghe không được căng. Còn khi các bác nghe qua USB thì nghe rất phê luôn các bạn. Và những bình thường những cái dòng như như vậy thì giá thành nó sẽ cao hơn nhiều. Và với cái mức giá 5 triệu đồng thì đây mẫu Omni đời lông cao cấp để các bác có thể nghe nhạc qua USB, nhạc chất lượng cao. Đấy. Sau đây em sẽ chỉnh cái phần vào xâm nhập vào hệ thống equalizer các bác vào phần setup và trên điều khiển này. Đấy, ở đây các bác có thể nhìn trên TV hoặc trên Omni đều chữ input, thì ở trên TV cũng hiện chữ input. Và bác vào mục audio và tông này thì nó sẽ có chỉnh hệ thống bass check cộng trừ 6 các bác nhé. Đấy. Và ở phía dưới sẽ có một phần menu line equalizer. Đấy. Ở đây có mục on, tức là tất cả các kênh LR hoặc on thì tất cả kênh surround center đều được. Đấy. Ở đây có thể 9 giải từ giải 63, các bác có thể nhìn thấy từ giải 63 đến 16 kHz. Tương ứng với 9 giải tần số riêng biệt, các bác có thể thấy 63 là 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 16.000 kHz. Đấy. 9 giải tần số riêng biệt rất hay luôn các bác nhá. Đấy. Những âm đi mà tích hợp sẵn equalizer các bác nhá thì nghe nhạc rất là hay. Tại vì sao? Thì vì có hệ thống equalizer thì các bác nó nghe nhạc nó hay hơn nhiều so với bình thường. Các bác mua Omni xong lại phải sắm thêm một cái equalizer, rồi thì sắm thêm một cái đầu giải mã, xong rồi sắm thêm một cái gì USB file nhạc trên cao, các bác sắm rất nhiều thứ, trong khi đây một mẫu Omni tích hợp đầy đủ hết equalizer USB chất lượng cao rồi các thứ đầy đủ, thậm chí là kết nối internet mạng gia đình rồi điều khiển qua smartphone rồi. Cái đồng nghĩa việc Omni nó sẽ nhiều cái hay hơn so với những cái mẫu Omni đời cổ này. Chỉ các bác, những mẫu Omni đời cổ tất nhiên thì nó tiền nào của đấy thôi, nhưng mẫu Omni đời cổ này thì nó chỉ có từ vậy thôi, như thế này các bác. Đấy. Còn những mẫu Omni đời mới, đời thời đại 4.0 thì sẽ tích hợp nhiều công nghệ hơn. Đấy. Và trên điện thoại thì các bác ở trên điện thoại Android hay là iOS thì các bác tải cái ứng dụng Remote App của Đời Lông này. Remote App này. Đấy. Các bác điều chỉnh to nhỏ rồi tín hiệu đầu vào. Đấy. Đây có thể điều khiển ở trên to nhỏ trên này luôn. Đó, rất là tiện để các bác nghe nhạc trên USB. Và các bác có thể thấy ở trên ở đây sẽ có các cái mục đan nguyên FLAC của
Đây, các bác có thể nhìn file FLAC ở trên TV của Đan, ca sĩ Đan Nguyên. File nhạc chất lượng cao. Hoặc có thể những file lossless đây các bạn đây. File rồi file WAV. Đây. Chất lượng rất cao. Rồi tiếp đến em test luôn cả cổng giải mã quang từ Smart TV. Thì TV em phải chuyển về. Và các bác ở trên điều khiển chọn phím TV Audio này. Nó sẽ đường ra đường giải mã quang. Đây sẽ có đường giải mã quang từ Smart TV xuống. Kết nối với loa bát 30 luôn các bạn nhé, đánh tốt bát 25 thôi, nhưng mà bát 30 em đấy đấu nghe vẫn phê các bạn, nhưng mà bát 25 thì tối đa nhất để nó đạt được hiệu suất tối đa của Omly. Bát 30 đánh lâu quá là nó sẽ nóng máy nhiều quá các bạn, nói chung là nó chỉ đánh được bát 25 đổ về thôi. Rồi về tổng kết chung kết lại thì với cái mức giá 5 triệu đồng thì các bác có một cái mẫu Omly đời mới, đọc được file USB lossless chất lượng cao WAV, kết nối với internet qua mạng LAN gia đình sử dụng. Em tặng kèm USB 16 ghi nhạc chất lượng cao, điều khiển lốc đi kèm. Đó. Với mức giá 5 triệu đồng, giá bao gồm phí ship. Cảm ơn các bác đã xem video. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22 555. Hàng chất ra toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.